Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Rồi, ok. Xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới và một tập mới của podcast DeFi Discussion. Trong tập tuần này thì bọn mình vẫn sẽ ngồi xuống với nhau nói chuyện về những vấn đề xoay quanh thị trường DeFi. Thì vị khách mời của chúng ta hôm nay là một người đã từng xuất hiện ở trong cái chỗ podcast này rồi. Tuy nhiên là cũng lâu lắm rồi thì anh em mới có cơ hội để ngồi xuống là nói chuyện với nhau. Chắc là để anh Andy gửi lời chào đến các bạn đang nghe podcast cũng như là nói đôi lời giới thiệu về mình ha. Hello, hello, xin chào anh em. Cảm ơn Nguyên, cảm ơn Josh đã mời mình đến bữa ngày hôm nay. Mình là Andy, đến từ team Kairos. Thì rất vui được gặp lại mọi người, gặp lại anh em trong buổi podcast lần này. Hy vọng là những điều mình và Nguyên sẽ chia sẻ ngày hôm nay sẽ mang lại nhiều giá trị thông tin và hữu ích cho mọi người. Ok, thì cái topic của tập podcast tuần này mình nghĩ là nó sẽ đôi chút gây ra một vài cái tranh cãi và tranh luận. Tuy nhiên là đây là những cái góc nhìn cá nhân của bọn mình và hy vọng là nó vẫn sẽ mang lại nhiều cái insight, nhiều cái góc nhìn thú vị dành cho anh em đang nghe podcast ha. Thì cái chủ đề của tập podcast tuần này đó là những cái chỉ số on-chain mà anh em cần quan tâm khi tham gia đầu tư, không những là của thị trường DeFi đâu mà nói chung cho toàn thị trường crypto luôn. Thì anh em maybe là nếu như mà thấy nó hữu ích thì có thể ứng dụng cho các cái quyết định đầu tư của mình. Rồi thì chúng ta sẽ đi vào cái mục đầu tiên, đó là một vài cái thông số cơ bản. Thì chắc là bọn mình sẽ nói qua về những cái thông số này để mọi người sẽ hình dung khái quát về những cái chỉ số on-chain thường thường nó sẽ xoay quanh những chỉ số nào ha. Thì chắc là để anh Andy nói một xíu về các cái chỉ số liên quan đến supply, ví dụ như là circulating supply nè, total supply hay là max supply gì đó. Thì chắc là để anh Andy nói một xíu về các thông số này ha. Thì những cái chỉ số về supply token á thì chắc là mọi người cũng quá quen với nó rồi đúng không? Ở trên CoinMarketCap, CoinGecko hay là những cái trang về thông tin token á, nó rất là dễ để cho anh em tìm kiếm và tra cứu. Cũng như là khi mọi người tra vào những cái smart contract của những token thì mọi người có thể coi được luôn là max supply là bao nhiêu luôn. Thì nếu mà so với vài năm trước thì những thông tin này là hồi đó là mình gọi là rất là quý giá để coi là dự án nó có láo mình không, nó có in thêm nhiều cái token nữa không, max supply là nhiêu. Nhưng mà bây giờ nó đại trà quá rồi, đi đâu mình cũng thấy rồi và mình rất là dễ tiếp cận những cái thông tin này. Thì max supply thì đương nhiên anh em biết là nó là cái nguồn cung tối đa của một cái token nó là nhiêu, rồi circulating là hiện tại nó đang có bao nhiêu và nó đã dự kiến là sẽ issue bao nhiêu là total. Thì những cái thông tin này thì nó sẽ cho mình một cái nhìn tổng quan về cái tokenomics của cái một dự án, là họ sẽ có dự định họ sẽ phát hành token ra tổng là bao nhiêu, khi nào. Rồi một cái nhìn to hơn nữa là mình có thể ước chừng được là cái giá trị vốn hóa của họ khi mà họ phát hành hết tất cả token á, mình hay gọi là fully diluted á, thì nó rơi vào khoảng bao nhiêu. Thì nó cho mình một cái bức tranh tổng quát nhất về một cái token là thị trường đang định giá ở mức này, khi mà họ phát hành ra hết thì nó sẽ nằm ở cái mức cao hơn và ở mức nhân bao nhiêu lần đấy. Và mình sẽ so sánh được với những cái dự án ở cùng phân khúc nè, hoặc là ở cùng ngách, và coi là có cái sự chênh lệch như thế nào để coi là cái kỳ vọng thị trường nó đang cao hơn hay là thấp hơn. Thì đó là một vài cái góc nhìn của mình rất là cơ bản. Mình nghĩ là anh em ở trên thị trường mọi người cũng đã có cái kiến thức này rồi. Anh Andy đã nói về cái fully diluted valuation, thì cái này anh em có thể lấy cái max supply để nhân với lại cái giá của token thì nó sẽ ra được cái fully diluted valuation, tức là cái định giá mà pha loãng hoàn toàn. Thì cái này nó quá đơn giản rồi, thì mình sẽ đi sâu vào những cái dạng supply để chúng ta có thể nào thấy được cái sự khác biệt, thấy được cái từng cái điểm đặc biệt của mỗi dự án ha. Thì circulating supply nó là cái lượng cung mà nó đang có ở trên thị trường, anh em hiểu nôm na là tất cả các cái cung mà nó không được khóa nè, thì nó có thể được mua bán một cách dễ dàng ở trên thị trường á, thì nó là cái circulating supply này. Rồi cái total supply thì nó sẽ bằng cái on-chain supply trừ đi burn token. On-chain supply là cái lượng cung mà nó đã được phát hành ra rồi.
và nó trừ đi bên token là cái lượng mà đã được burn, tức là đốt. Thường thì các dự án họ sẽ mua token lại, họ dùng cái doanh thu của dự án mình, họ mua token lại và họ burn cái lượng token đi để hủy khỏi lưu thông. Còn max supply thì như anh Andy hồi nãy có nói, thì max supply nó đơn giản là cái lượng cung tối đa mà dự án họ có thể phát hành. Ví dụ như tôi cam kết là tôi phát hành 1 triệu coin thì không thể nào mà min lố dù chỉ một coin. Thì cái này là cái ý nghĩa của max supply. Thì chúng ta đã đi qua được những cái dạng supply cơ bản rồi, thì thường thì anh em sẽ lấy giá và nhân cho từng cái supply thì nó sẽ ra những cái thông số về market cap mà anh em có thể theo dõi ha. Ví dụ như lấy circulating supply mà nhân cho giá thì nó ra cái market cap, circulating market cap, hoặc là như mình có nói hồi nãy thì max supply mà nhân cho giá thì nó sẽ ra là FDV, Fully Diluted Valuation. Nói nó hơi công thức một xíu thì chắc là mình sẽ quay về với một cái khái niệm mà nó gần gũi với nhiều anh em đang tham gia thị trường DeFi, đó là cái Total Value Locked ha, tức là cái lượng giá trị đang được khóa ở trên các cái nền tảng DeFi. Chắc là mình sẽ không đi sâu quá nhiều vào những cái khái niệm như nãy giờ mình có chia sẻ, mà mình sẽ muốn lắng nghe một xíu cái góc nhìn của anh Andy, cái chỉ số này, cái Total Value Locked, cái lượng tài sản mà được khóa trên các cái sản phẩm DeFi ha. Thật sự thì Total Value Locked cũng là một trong những cái on-chain metric mà mình cũng hay theo dõi nhất luôn, bởi vì theo mình thì nó cũng có cái sự khách quan nhất định của nó. Khi mà nhìn vào một cái dự án, đặc biệt là ở DeFi mà có một cái lượng vốn nó đang được cộng đồng hoặc là đặt niềm tin vào dự án, cũng như là nguồn vốn mà dự án nó đã huy động được á, thì nó thể hiện qua con số Total Value Locked. Cái nguồn vốn này dự án nó sẽ sử dụng để những người làm những mục đích khác nhau, có thể là anh làm BMM, có thể là anh làm những cái mục đích khác, sản phẩm khác. Nhưng mà chung quy lại thì nó kể một cái câu chuyện, đó là đây là cái giá trị niềm tin, cũng là cái giá trị mà dự án nó đã huy động được. Và cái bước tiếp theo đó là mình sẽ coi dự án nó sẽ sử dụng nguồn vốn này, nó sẽ sử dụng nguồn vốn này một cách hiệu quả như thế nào. Thì Total Value Locked thì mình đánh giá thì mình hay thường hay là sẽ dùng kèm với một số các chỉ số khác, ví dụ như là protocol revenue này chẳng hạn này. Rồi protocol revenue thì cũng cho mình thấy là từ cái số vốn như thế đó, thì một dự án họ sẽ phát triển ra được và sẽ mang lại được bao nhiêu doanh thu. Thì nó đánh giá được cái hiệu quả sử dụng vốn của họ. Rồi khi mà mình so sánh hai cái dự án ở cùng một cái nhóm, ví dụ như là cùng sàn DEX đi ha, thì mình sẽ thấy là cùng sàn DEX thì ông này cũng là nguồn vốn là 100 tỷ, ông kia cũng 100 tỷ, nhưng mà ông A lại có nhiều revenue hơn ông B. Thì mình sẽ thấy được câu chuyện ở đây là ông A có thể sử dụng vốn tốt hơn ông B. Thì đâu đó là mình sẽ đánh giá trên cái valuation của cái token của dự án đó nó cao hơn cái dự án B. Thì cái tool này mình hay dùng ở Total Value Locked thì mình hay track ở trên DeFi Llama. Anh em hoàn toàn là track ở rất là nhiều cái kênh khác nhau. Nhưng mà tóm lại thì nó sẽ kể những câu chuyện thực sự là mang nhiều ý nghĩa, đặc biệt là đối với DeFi. Thực sự ra thì em thấy như thế này, cái TVL thì nó chỉ mang tính là tham khảo thôi. Tại vì thời gian gần đây thì mọi người sẽ kiểu như là sẽ quan tâm nhiều đến cái tính sticky của cái lượng Total Value Locked. Cái sticky ở đây có nghĩa là cái độ dính, dịch đơn thuần là cái độ dính của cái TVL đó, tức là người ta có khả năng giữ được cái TVL đó hay không. Ví dụ như một cái ecosystem người ta có được cái sự tăng trưởng TVL rất là lớn đúng không, nhưng mà cái TVL đó, cái nguồn nó đến từ đâu, kiểu như là ví dụ như bọn mình có từng chia sẻ trong một tập podcast nào đó về cái incentive program á, thì nếu như mà cái TVL đó đến từ cái nguồn là người ta đến để người ta săn incentive, người ta săn reward, thì cái đó cái độ sticky nó không cao, cái độ long term, cái độ lâu dài của cái lượng tài sản nó sẽ không cao. Thì cái đó là một cái khía cạnh mà anh em cần quan tâm khi xét về cái TVL. Một cái nữa đó là TVL thì nó rất là dễ có thể được bơm thổi bằng cách là lúc cái vào dòng luân chuyển của tài sản ở trong cái platform này. Thì chắc là để anh Andy chia sẻ một vài case liên quan đến TVL mà anh Andy gọi là tâm đắc ở trong quá trình đi
test sản phẩm, đi thử nghiệm các cái sản phẩm ở trong thị trường DeFi ha. Ừ, mình cũng nhớ là có một con như hồi đó Nguyên với mình cũng có phát hiện ra, không biết Nguyên có nhớ cái con Sunny không ta, bên Solana. Thực ra là một cái case để bọn mình ngồi gọi là nói với nhau thôi, tức là không có mục đích là food dự án này hay là food dự án gì kia, nhưng mà để là một cái case để bọn mình ngồi phân tích lại với nhau. Tại vì đơn thuần mọi người nhìn TVL mọi người sẽ thấy là ồ, cái này nó thật là lớn đúng không, cái này nó tăng trưởng rất là nhanh trong một khoảng thời gian, thì mình cần những cái phân tích như thế này để sau này mà ví dụ như có gặp lại những cái case kiểu như này thì mình có thể xử lý được. Thì dài dòng rồi thì chắc là để anh Andy nói về cái case Sunny này có gì gây ấn tượng cho anh Andy ha. Thì thực ra là tóm gọn cho anh em như thế này cho nó dễ theo dõi. Nghĩa là thực ra là những cái bạn làm ở bên DeFi họ có rất nhiều cách để họ có thể sử dụng cái con số on-chain metric để nó tạo ra cái cảm giác là dự án của họ đang được undervalue. Có hai mình gặp bọn nhé là đang được định giá thấp. Định giá thấp thì có thể là dùng một vài cái chỉ số như là anh em hay thường nghe là price chia cho earning PE hay là price to sell PS chẳng hạn. Thì price to sell thì những cái chỉ số này hoặc là những cái cách mà họ sử dụng cái dữ liệu on chain á, bản chất là nó đều có thể được thao túng. Mình tạm gọi là từ là thao túng. Giống như nãy Nguyên có nói là một cái nguồn vốn thì nó có thể nó lúc qua vài lần, đơn giản như là cái cây dọn Sunny đó, thì đơn giản là cơ bản thánh là một cái aggregator thì nó có thể kéo cái nguồn vốn từ bên các pool AMM khác và nó kéo về nó, rồi sau đó lại nó lại làm như thế những nhiều lần như thế và từ các AMM khác nữa, thì về cơ bản đấy không phải là vốn của họ thì họ chỉ đi mượn thôi. Thì về bản chất là họ đột nhiên là sau một ngày một tuần nữa họ tăng rất là nhanh về total value lock, nhưng mà thực ra bản chất là về cái độ stickiness á, mình tạm gọi nó là cái nguồn vốn trung thành đối với dự án nó không có. Mà vốn trung thành là kiểu những cái người mà họ sẽ bỏ vốn vào đó một cách lâu dài chứ không phải là đến rồi đi. Thì cái câu chuyện ở đây là mình thấy nó rất là nhiều ở trên DeFi và anh em hay dùng cái từ là đối với những cái nguồn vốn mà nó không trung thành, anh em hay có cái term gọi là những cái sự kiện vampire attack á, là bên này nó cố tình nó kéo vốn được bên kia qua để nó tăng cái reward, tăng incentive lên. Thì cái này chắc mọi người có nghe nhiều rồi. Ok. Cái thông số mà bọn mình sẵn tiện là đang nói về cái TVL rồi thì chắc là bọn mình sẽ nói về một cái thông số mà nhiều anh em BFarm chắc là quan tâm rất là nhiều, đó là cái APY á. Thì không biết là anh Andy có cái chia sẻ hoặc là cái góc nhìn gì thú vị trong cái quá trình mà mình trải nghiệm qua nhiều sản phẩm, mình thấy nhiều cái mức độ API khác nhau không? Thì chắc là để anh em đi chia sẻ ha. Thật ra về bản chất mà nói API thì nó sẽ tính dựa trên những cái token mà họ sẽ gọi là incentive cho anh em, họ sẽ thưởng cho anh em. Thì tại cái mức định giá tại thời điểm mà họ tính thì nó có thể rất là cao, nhưng mà sau một vài phút, một vài giờ khi mà nó đã được kiểu nó phát hành ra thì sẽ có rất nhiều người họ xả cái token đó ra. Mình cứ tạm gọi là những cái đợt, những cái bài podcast trước anh em có thể nghe là khái niệm là pool 1, pool 2 á đó. Thì những người mà họ đi trước họ nắm nhiều cái quyền lợi hơn ở pool 1 thì họ đều tạo, họ đều chờ pool 2 ra để họ có thanh khoản để họ bắt đầu họ chốt lời. Tức là cái APY này, cái công thức tính để giải thích cho một vài anh em đang nghe podcast, đó là nó dựa trên cái giá của cái đồng reward đúng không anh? Cái giá ở thời điểm đó của đồng reward, nên là nó cao là vì người ta phải mua cái đồng này để người ta farm ở một vài cái pool mà nó có yêu cầu, thì người ta chỉ farm ở cái giai đoạn đầu thôi, thì cái lực mua nó đang cao thì cái token thưởng, cái giá nó sẽ cao. Và cái APY thì tất nhiên là ở cái thời điểm ban đầu thì nhìn trên con số thì nó là rất là cao. Sẵn tiện anh em đi nói thì mình cũng chia sẻ một cái case ngược lại, đó là nhiều anh em thấy cái dự án nó đang có một cái APY thấp đi, cái APY, cái phần trăm hiện lên nó thấp,
Nhưng mà nếu như mà bạn đánh giá là cái token này nó có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai á, thì ví dụ như 10% APY ở thời điểm hiện tại, nhưng mà cái đồng reward nếu mà bạn farm xong bạn hold á, mà trong một khoảng thời gian nó ít 10 đi, thì 10 nhân cho 10% thì thực ra bạn đang farm với một cái lãi suất nó lên tới 100% lận. Thì cái này là nhiều ít em để ý. Thì đó là vì APY nó tính theo cái mức giá ở thời điểm đó của cái token được dùng để làm reward á. Thì nó là một cái rất hay mà anh Andy, thực ra hồi nãy mình hỏi thì mình cũng không để ý đâu, nhưng mà anh Andy raise lên thì mình cũng muốn chia sẻ một xíu về cái khía cạnh upside của một cái khía cạnh hướng lên của cái APY này. Chắc là để anh Andy chia sẻ thêm về cái volume đi. Nãy giờ chúng ta nói về TVL, về APY, về cái độ gọi là sticky của các cái dòng tiền này, thì chúng ta sẽ nói thêm về volume. Anh em thông cảm là đây nó sẽ không phải là một cái buổi nói chuyện nó sẽ hệ thống các kiểu ABC hoặc là cái gì thì bọn mình sẽ nói về cái topic đó. Thì chắc là để đi nói về cái volume ha. Thật ra là mình nghĩ là cái mindset đúng khi mà anh em tiếp cận những chỉ số on chain á, nó nên là những cái con số này nó mang cái giá trị tương đối thôi. Con số nào vậy nó sẽ mang giá trị tương đối thôi. À, thì ngoại trừ cái câu chuyện là total supply, max supply thì nó là nó rồi, nó không có sửa được. Còn những cái khác ví dụ volume hay là transaction hay là thậm chí là kiểu number of user, number of wallet hạn đi, thì họ muốn cho mình coi cái gì thì nó đều có cách. Ví dụ volume thôi, một cái trường hợp đơn giản mà anh em chắc là đã từng nghe qua trong giai đoạn vừa qua, khi mà cái lúc ra một cái dự án về sàn NFT nó đang muốn vượt mặt qua con OpenSea, và nó cũng có chịu một vài cái first nhỏ nhỏ là volume này có thể là volume fake hay là volume thật đấy. Thì bản chất là về volume on chain nó cũng giống như là câu chuyện TVL thôi, nó cũng là một cái cục tiền mà anh có thể đá qua bên này đá qua bên kia, thì anh muốn thì nó đều có thể làm được hết, không phải là không làm được. Còn về volume ở các sàn DEX chẳng hạn ha, thì mình nghĩ là các sàn DEX thì nó có cái độ uy tín hơn một chút xíu so với những cái volume khác, bởi vì giao dịch trên đó thì nó có phí mà. Thì market maker thì cũng là các bạn, cũng là những người cũng có thanh khoản thì cũng sẽ nhận được phí, thì dự án nó sẽ đâu đó nó không có nhiều cái incentive để nó bứt cái đó lên. Sẵn tiện thì cái lúc rare nó cũng là một cái case mà mình có thể nói về cái supply luôn. Thì cái dự án này á, thì nó bị food á là vì cái team này họ cầm được cái token ở định dạng stakeable, tức là họ được cái token của team họ được quyền stake và được hưởng cái fee. Trong khi là về mặt lý thuyết á, thì về mặt trên giấy tờ allocation các thứ á, thì họ chỉ nắm 20-25% gì đó tổng cung mình không nhớ, nhưng mà về cái phần trăm về stakeable, tức là cái lượng token mà được lưu hành ở trên thị trường hoặc là cái lượng token để stake vào và hưởng phí á, thì họ chiếm một cái tỷ trọng rất cao. Và họ vampire OpenSea bằng cách là khuyến khích người dùng chuyển từ OpenSea qua swap bên LuxRare, và họ sẽ được nhận thưởng bằng cái token. Thì khi mà người dùng đi qua xài Lux á, thì cái phí gas, cái phí dưới dạng ETH á, WETH thì nó sẽ chạy ngược về phía của cái đội ngũ đang là người chiếm một cái tỷ trọng phần trăm stake rất là lớn ở trong cái cung hiện tại đang lưu thông hiện tại. Thì cái đó là một cái case mà mình nghĩ là nó giải thích cho cái circulating và cái total supply ở ban đầu, tức là về mặt bản chất ở trên cái thị trường thì ai đang có quyền chi phối, mặc dù là ở trên giấy tờ cái total supply là họ team họ chỉ nắm 20-25% thôi, nhưng mà một cái biến cố gì đó xảy ra đi thì thực ra ở trên cái bàn game lúc đó thì họ đang là người được họ nắm cái quyền chi phối nhiều nhất. Thì đó là một trong những cách để mọi người
theo dõi các cái chỉ số, thay vì chỉ là tôi thấy tổng cung như thế này, team nắm 20-25%, thì thực ra bình thường mọi người nếu mà đọc tokenomics nhiều thì mọi người sẽ thấy là thường là cái form nó cứ lặp đi lặp lại thôi à, tức là seed là 1-2% gì đó, các cái seed rồi advisor gì đó thì tầm 10-15% gì đó, team thì 20% độ lại, rồi các thứ kiểu như echo rồi các thứ thì nó chiếm nhiều phần trăm, hoặc là các cái alo cho community thì mang tiếng là nó chiếm rất nhiều phần trăm, nhưng mà thực ra thì khi mà ở một thời điểm cụ thể nào đó thì cái team hoặc là cái đội ngũ advisor của họ mới là những người nắm được nhiều cái tỷ trọng phần trăm đang lưu hành lúc đó, thì cái đó là một cái thứ mà anh em khi mà theo dõi các cái chỉ số thì cần lưu ý. Yeah. Thực ra thì cái ý của Nguyên nó cũng sẽ giải thích cho cái câu hỏi nếu mà anh em có nghe về mới nãy mình nói vào lúc ra á, tại sao nó sẽ không có động lực để nó phát thị trường, nó phát cái volume ra. Nhưng mà ở đây họ vẫn có thể làm chuyện đó, bởi vì thật ra là cái reward của lúc ra nó dựa trên volume mà, đúng không? Giao dịch càng nhiều thì sẽ được càng nhiều reward, chứ là reward là của họ hết chứ đâu. Cho nên là họ sẽ không quan tâm, họ sẽ không có bị cái câu chuyện là tôi tạo ra volume nhiều ra thì sẽ có người khác ăn reward của tôi. Thì mình cũng nhân tiện nói về cái case lúc ra luôn, thì chắc là có một cái case khác mình nghĩ là anh em trên thị trường cũng khá là quan tâm trong thời gian gần đây và cũng có tạo khá là nhiều drama luôn, đó là Solidly. Thì được kỳ vọng rất là nhiều, nhưng mà trong vài ngày sau khi launch ra thì đâu đó có rất nhiều cái first và cũng như là rất nhiều cái sự thất vọng từ phía cộng đồng. Thì anh em cũng có thể thấy được ngay từ cái giá token của Solid. Thì không biết là ở phía người đi chuyên đi bị trend rồi sang những cái dự án DeFi mới thì Nguyên có cái góc nhìn gì về cái dự án này không? Cũng là có thể chia sẻ thêm cho anh em lý do là kiểu tại sao nó lại như thế. Thực ra thì cái lý do sâu xa nó nằm ở cái khía cạnh là kỹ thuật của sản phẩm. Nhưng mà sẵn là nó đang trong cái câu chuyện là on-chain magic thì mình cũng chia sẻ luôn. Thì nó gặp một cái lỗi ở phía code của Solidly á, thì nó khiến cho cái lượng phát thải nó tăng đột biến. Và khi mà cái lượng phát thải này tăng đột biến á, thì như một cái quy luật bình thường thôi, cung nhiều thì tự động giá nó sẽ bị đâm. Thì cái này là một cái lỗi nó nằm ở phần kỹ thuật. Tuy nhiên là anh em nào mà gọi là phải follow Twitter kỹ á, thì mới biết được cái bug này. Thì khi mà mình đã biết được cái bug này rồi thì mình sẽ có được những cái chiến lược nó phù hợp hơn cho mình. Ví dụ như giờ mình thấy là cung nó tự nhiên nó bị xả ra nhiều quá mà mình đem đi mình kê đầu vô mình hứng cái giá nó đông á, thì về mặt lý thuyết là nó là một cái cách chơi tự sát, đúng không? Thì mình không thể làm như vậy được. Thì yeah, sẵn cái câu chuyện on chain thì không những là phải follow on chain mà anh em phải follow những cái tin tức kiểu như vậy, kiểu như là những cái update mà thực ra trên Twitter họ share nhiều lắm, và mọi người cần search những cái từ khóa liên quan đến dự án là đọc thôi, follow thôi. Thì khi mà nó có những cái biến cố nó xảy ra như vậy thì nó sẽ hoàn toàn thay đổi cái cấu trúc, nó không những là thay đổi cái cấu trúc tokenomics ban đầu của dự án mà nó còn thay đổi luôn cả cái cách chơi của mỗi người chơi trong cái game đó. Thì nó là một cái case mà nó khá là đặc biệt theo nó, và nó đôi khi là nó có rất là nhiều cái điều thú vị. Mà sẵn tiện nói về Solidly thì chúng ta nói về Solidex luôn. Thì Solidex là anh em có thể theo dõi lại những cái tập trước á, Solidex là cái sàn mà họ huy động token để họ chiếm quyền biểu quyết ở trên Solidly á. Thì nhiều người thắc mắc là tại sao Solidly chết mà Solidex thì giá token cũng đâm luôn, trong khi là Solidex thì đang gom token của Solidly. Thì anh em cần phải theo dõi cái on-chain của họ, tức là họ đã set up là 1 đồng 4 đồng Solid được phát thải thì sẽ có 1 đồng SEX, tức là SEX
của Solidex họ phát thải ra, thì cái việc mà neo cái tỷ lệ như thế này thì nó cũng ảnh hưởng luôn cả các cái cung của bản thân chính Solidex. Mặc dù là cái lỗi nó nằm ở bên Solidly, nhưng mà nó kéo theo như vậy thì đó là những cái thông số on chain mà anh em cần follow sát để tránh những cái tình trạng mà ngớ người ra. Thì kiểu như là nghe đọc thấy research thấy tokenomics hợp lý, cái vòng loop nó cũng ok, điều phối demand supply các thứ thì ok, nhưng mà khi mà có một cái sự cố nó xảy ra như vậy á, thì khi mà mình theo dõi cái on chain được thì mình sẽ có cách phản ứng nó nhanh và phù hợp hơn. Thì đó là những cái chia sẻ của mình xoay quanh cái Solidly và Solidex này. Cho một vài anh em nào thắc mắc để sao farm hay là vô mua token các thứ mà bị xả dữ quá, thì có một vài cái thủ thuật liên quan đến check contract với lại giao dịch các thứ, nhưng mà chắc là bọn mình sẽ không đi sâu ở trong cái buổi trò chuyện hôm nay. Bọn mình sẽ chỉ nói về một vài cái khía cạnh mà bọn mình thấy của các cái metric bình thường thôi, thông thường anh em hay thấy thôi, và một vài cái case để anh em có thể dễ hình dung. Còn bây giờ thì chắc là để anh Andy nói qua về một số cái tool mà anh em có thể dùng để theo dõi các cái chỉ số on-chain hiện tại ha. Thật ra thì có rất là nhiều tool ở trên thị trường hiện tại. Khi mà DeFi phát triển thì nó đang có ngày càng nhiều tool để nó track. Nhưng mà mình thì cá nhân mình thì mình dùng một vài cái tool nó phổ biến, với lại mình nghĩ là anh em ở đây cũng dùng. Thì mình chia ra những cái tool nó theo từng cái công cụ, ví dụ như là anh em có thể làm mấy cái research, tìm kiếm tổng quan về thị trường, về token này nọ, thì nghe những cái tên như là Coinco, MarketCap, thậm chí là DeFi Llama hay là Token Terminal. Nếu anh em mà có tiền mà kiểu đầu tư vào để tìm hiểu thêm sâu hơn á, thì mình cũng recommend Nansen với lại GabTheBlock, thì cũng là hai cái bên mà họ cho mình track được những cái token gọi là sâu hơn về cái supply của cái token đó, ai đang là người nắm giữ nhiều cái token đó, rồi cái ví mà của người đang nắm giữ nhiều token đó thì họ còn nắm giữ những cái token nào khác, thậm chí là có thể là họ đã hoặc là đã từng hoặc là đã nắm giữ những cái NFT nào luôn, thì nó cực kỳ hữu ích cho anh em một kiểu chuyên đi vòng quạch và tìm hiểu sâu hơn về cái nguồn gốc hoặc là cũng là cái supply của cái token đó. Còn về cái cạnh trade thì có rất nhiều cái công cụ kiểu để mình coi được cái giá token. Thường token mới khi mà nó chưa có lên Coinco, coi MarketCap á, thì mình có những cái tool để mình track được là từ những sàn DEX á thì cái giá như thế này. Thì thường những sàn DEX nó không có cái chart. Hiện tại bây giờ thì họ đang dần họ nâng cấp lên, có tính năng là có chart ở trong cái DEX rồi. Nhưng mà hồi năm ngoái đến đầu năm nay á, thì nó lại cuối năm ngoái thì nó chưa có nhiều. Thì lúc đó là mình hay dùng bên Bucoin nè, hoặc là Dex Guru, cái này có nghe rồi. Bucoin thì hình như nó chuyên cho những cái shitcoin đúng không? Kiểu đúng rồi. kiểu nó hơi gọi là nó hơi không chính thống một. Nhưng mà Dex Guru thì em cũng có thể tham khảo. Dex Guru nó có cái analytics luôn hả anh Andy? Yeah, nó cũng có, cũng khá là ok. Thậm chí là con Dexino cũng khá là ngon. Thật ra thì những cái tool này thì mình nghĩ là sớm hay muộn hay gì thì các sàn Dex họ cũng sẽ tích hợp thôi. Thì thứ nhất là ở cái mức độ chính thống thì nó sẽ cao hơn những cái đơn vị thứ ba. Và thứ hai là nó sẽ có thể verify được luôn những cái token nào là token chính xác. Thì nếu mà anh em trước mình hay dechain thì nhiều trường hợp mình sẽ tìm sai cái token, hoặc là nó cố tình nó làm fake cái token ra và nó airdrop cho mình để mình tưởng thật á, để nó có thể nó hack phí mình á. Thì những trường hợp mà mình nghĩ là về sau, về lâu về dài, những sàn DEX khi họ làm những cái tool để check chart luôn á, thì nó sẽ có, ví dụ có cái tick xanh hay gì đó, mình search cái tên cái nó ra luôn. Nếu mà còn phải lên coi cái cô tra cái contract, thậm chí là nếu mà chưa có contract luôn đã bị lừa. Ok, cảm ơn những cái chia sẻ rất là hữu ích của anh Andy. Nãy giờ thì các cái chỉ số mà mình chia sẻ thì anh em sẽ cảm giác là nó sẽ thiên về DeFi hơn. Trong cái phần cuối nói về các cái tool theo dõi on chain đó, thì chắc là cũng muốn là anh Andy chia sẻ một xíu về cái mạng NFT. Là một cái mạng nó cũng khá là
hot thời gian gần đây, và một vài cái công cụ để mọi người có thể theo dõi các cái bộ sưu tập NFT nó tiện hơn ha. Thật ra là NFT cái thời kỳ đầu khi mà mọi người chơi á, thì thứ nhất là vừa không có cái chỗ mà mình coi được cái con avatar đó, nếu mà cái website, cái dự án họ không có show ra. Thì bây giờ thì có rất là nhiều ví rồi, họ ví họ có cung cấp cái dịch vụ, cái sản phẩm đó là anh em có thể track cái token NFT đó, và ví dụ trong ví mình có ở nhiều chuỗi khác nhau, ở multi-chain luôn, họ vẫn đều có thể show lên cho mình là à, anh đã có NFT này rồi, có trong ví rồi. Thì cái cảm giác là khi mà mình mua NFT và thấy được nó sẽ hứng thú hơn là có chuyện mà mua xong mà không thấy nó đâu hết trong ví, mặc dù là có thể check on-chain là thấy cái token nó về ví rồi đó. Thì mình nghĩ là một vài bên họ cũng đã làm được, như là bên Coin98 nè, thì đó là một cái sản phẩm mình thấy là khá là ok. Ngoài ra on-chain NFT thì có một cái nó là đơn giản nhất là anh em coi được là cái tổng cung NFT lúc đó là bao nhiêu, rồi những cái chỉ số của những con NFT đó nó là bao nhiêu, nó có đủ hiếm, có độ hiếm như thế nào á. Thì ví dụ là cái tay thì có kiểu 10 cái tay như thế này thôi, thì mình biết là con này nó có độ hiếm rất cao. Và nhiều khi là những cái tool đó nó còn chấm điểm cho mình luôn. Cái là nó có cái thuật toán là chỉ có 10, 1 trên 10, bạn đang giữ 1 trên 10 cái tay. Mình nêu thử một cái, không biết anh em có biết không, nó là rarity.tool. Thì hiện tại thì ngoài thị trường cũng có khá nhiều thằng nó bắt trước giống thằng rarity.tool này rồi. Thì đa phần này nó đều track trên Ethereum hết. Thì những con NFT trên Ethereum khi mà anh em sở dự án ra thì có thể coi được là yêu mình đã nói cái con mà cái tay Diamond Hand đi ha, anh em giữ 1 trên 10 con đó thì nó chấm điểm cho cái số đó là cực kỳ cao, và nó sẽ tính cái tổng điểm của một con NFT ra thành một cái rarity score để anh em có thể kiểu lúc mà mình lựa mua con nào có rarity score nó cao hơn chẳng hạn, thì nó là cái con có độ hiếm cao hơn. Mình có thể hiểu nôm na là như vậy. Thì nó phục vụ đâu đó cái đối tượng NFT collector, những người mà thích đi lựa NFT hiếm. Đó là những thông tin rất là hữu ích và giá trị cho các anh em nào tham gia cái thị trường, không những chỉ là DeFi mà cả NFT, và thậm chí là sau này là GameFi nó cũng sẽ có những cái thông số on-chain như thế này để anh em tiện theo dõi, đúng không? Thì như đã nói đầu cái podcast này á, thì bọn mình cũng chỉ là cái góc nhìn cá nhân của bọn mình về cái chủ đề thông số on-chain thôi. Thì những cái góc nhìn nó có thể đúng, có thể sai. Tuy nhiên là cũng rất là mong nhận được nhiều cái chia sẻ của anh em về cái topic này ở dưới cái phần comment của podcast này ha. Thì cá nhân bọn mình nghĩ thì các cái thông số on-chain này nó nói lên rất nhiều điều. Tuy nhiên là vẫn là những cái thứ để anh em tham khảo thôi. Dữ liệu thì nó vẫn ở đó, và cái cách anh em analyze, cái góc nhìn của anh em lên cái dữ liệu đó, nó mới quyết định cái sự khác biệt trong việc ra quyết định để đầu tư. Thì thì chắc là bọn mình sẽ kết thúc một cái tập rất là đặc biệt, về một cái tập mà nó rất là con số và rất là academic trong tuần này. Và chắc là để anh Andy gửi lời chào đến các bạn nghe podcast ha. Thì mình cũng hy vọng là anh em sau khi mà nghe buổi podcast thì có nhiều cái góc nhìn nó đa chiều hơn. Thì mình cũng như mọi người lúc mà vừa vào thị trường á, cũng nghĩ là những cái chỉ số on-chain ở trên blockchain nó là những thứ gì đó nó minh bạch lắm rồi, kiểu nó đã được mọi dự án nó sâu ra hết rồi, là thứ mình có thể tin tưởng được. Nhưng mà sau một thời gian đi cùng với thị trường DeChain, với lại cũng có app một vài con rồi cũng bị rớt này nọ, thì mình nhận ra một điều đó là mọi thứ nó đều mang tính chất tham khảo và tương đối thôi. Mình không nên tin cái gì 100%. Nó có một câu là don't trust verify, đúng không? Đừng tin gì 100%, cứ phải đi xác nhận, xác minh lại một lần nữa. Thì mình nghĩ nó rất đúng với lại những chỉ số on-chain nó topic ngày hôm nay của chúng mình vừa chia sẻ. Rồi, ok, cảm ơn anh đi rất nhiều, và cảm ơn các bạn đã dành gian nghe hết tập podcast tuần này. Hẹn gặp lại anh em trong những tập podcast tiếp theo.